Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở Bãi Bồi, khu du lịch sinh thái rừng quốc gia Giao Thủy. Và hôm nay thì chúng tôi đi trải nghiệm bắt ngao ở trên những bãi bồi này nhé. Để đi tới khu bãi bồi bắt ngao thì chúng tôi đi trên tàu khoảng 40 phút. Thực ra cái khu này thì chủ yếu là đến đây để bắt ngao và giải trí thôi. Còn nếu chúng ta muốn tham quan cảnh và vườn chim thì chúng ta đi theo cái tour là đi tham quan vườn chim nhé. Và bây giờ thì gia đình chúng tôi sẽ bắt ngao. Đây xa xa kia là gia đình tôi này đang bắt nghêu ngao đây. Nhiều nó em bắt. Bỏ túi ra mà cướp rồi. Không phải cây quan. Có một lúc mà đã bằng này ngào rồi ăn nhiều vậy. Nó bén không cái này này. Ông kia tìm luôn. Đây trên bãi biển này là có con sứa này, con sứa này, ui sứa này chết thối này, nạt không, vẫn còn ấy nữa này, sứa này. Khi mà nước rút thì để lại những cái cồn cát lộng lớn mênh mông bao la như thế này, và đây là một con tàu của những người ngư dân, họ đến những cái khu đầm nuôi ngao để bắt ngao. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo họ xem công việc hàng ngày của người ngư dân như thế nào nhé. Chào các bác nha. Mà các bác đang chặt ngao à? Nó hô hà nó chảy cân đấy các bạn đi. Vâng. Vâng. Các bác anh đang nhặt vỏ chứ không? À. Không phải bắt ngao à? À. Nhưng mà sao lại nhiều vỏ ngao đấy nhỉ? À. Chết đấy, nó COVID đấy. Không ngao này vừa rồi bị dịch bệnh gì không? Ngao không COVID. Ui đang con đây đấy. Vâng. Mày nhìn các chị nhặt vỏ cũng phải cách cho là nét này. Vâng. Đúng là ấy luôn đấy, của thủ tướng đưa ra đấy. Vâng. Của thủ tướng đưa ra. Ngao là cái đây là ngao đây, còn mấy cái kia là vỏ. Đây là vỏ hết. Đây cơ mà. Ngao sống đây. Vâng. Ngao sống đây. Vâng. Và chết nhiều thế nhỉ? Chết thiệt rồi. Vậy là các bác nhặt cho nhà chủ ạ. Nhặt khoắn cho chủ đây. À vâng. Khoắn cho chủ đấy. Vâng. Như vậy thì mình làm ngày công khoảng bao nhiêu tiền ạ? Lao động thì cũng chẳng ăn thua gì em. Vâng. 250. Vâng. Nhiều tiếng lắm tiền. 250 này cũng như là bình quân một người lao động là được rồi đấy. Cũng được đấy chứ. Mày biết bao nhiêu tiếng không? Bao nhiêu tiếng? 6 tiếng. À. Biết nó đem 6 tiếng. À. Vâng. Ở đây là toàn có phụ nữ nhặt thôi nhỉ? Vâng. Ở đâu trên tàu? Đàn ông chết hết. Nói nói từ ái nhỉ? Từ ái chết. Vâng, đây là chị chủ đầm ngao. Cái ngao này thì mình có thả giống không chị hay là tự nhiên? À. Chắc cả giống là đầu tư chắc cũng nhiều đấy nhỉ. Vâng. 5 tỷ mấy chục tỷ. Ok vậy cả. À, còn cái công nhân mà cũng rất là nhiều. Vâng. Nói thật là ngay công nhân đi nhà rồi mất vỏ mất tiền công là ngày mười mấy triệu này. À ngày mười mấy triệu. Vâng,
Vâng. 40-50 thì ngày mình có chỗ tiền công rồi, còn rừng ngao mở chết quá. Chính tỏ là cái nghề trồng ngao này đầu tư rất là lớn. Nó lớn mà nó không xuôi chiều. Vâng. Nếu mà không thuê chiều thì thất thu là rất là hậu quả, rất là thua nặng nhỉ. Vâng. Vâng. Mình phải nhặt hết cái vỏ này đi. Cho nó sạch không? Nó phải lây bệnh những cái con còn sống. Bây giờ dân bây giờ chết đói hết rồi, Covid giờ ấy thì phải đi làm vậy để kiếm nguồn thu thôi. Vâng, nếu nhưng mà ngày mà kiếm 250 là cũng được rồi. Vâng, vâng. Ngao thì chết này, mất này, không có kết cảm chết này kia này. Vâng. Mà bây giờ nuôi hơn một năm mới được, nếu mà thu hoạch mà xuôi ra phải hơn năm mới được thu. Hơn một năm mới được như thế này. Vâng. Vâng. Mà giờ lại thất thu kiểu này. Trồng cây đến ngày ăn quả rồi là về đây. Vậy cái tình trạng mà thất thu ngao chết như thế này thì có diễn ra nhiều không chị? Có chứ anh. Nó diễn ra nhiều, cái kiến đổ bán tạp lắm. Cái này nó do nguồn nước hay là ô nhiễm? Chắc là nó không do nguồn nước. Vâng. Do cái thời điểm nó dịch đó. Nó gọi là dịch ngao đấy. Vâng, nó giống như dịch người thiên nhiên. Vâng. Đây là toàn vỏ đây chứ. Vâng. Ngao năm nay chết nhiều quá nhỉ. Quay đã. Vâng. Quay ra đi nào. Vâng. Bà con là vâng. Thế nào nhá, tùy khăn nhá, không có nào. Vâng. Chào bác. Nhặt ngao này là thông báo là chúng tôi đi làm cho ông chủ tên là ông Điệu mà chị em tôi đi nhặt ngao. Vâng. Đấy, thì làm công chỉ có hơn 200 thôi. Vâng. Thông báo với lại tất cả bà con chị em như vậy. Vâng. Nhá. Thôi chị em thì khó nhặt đi là sau có tiền sau. Quay các bác rất là vui tính. Tàu này để mình để cạn và để chỗ nghỉ ngơi hả chị? À vâng. Vâng. Chào các bác nhá. Các bác nhặt ngao. Chết rồi, trong đồng khí vào một ngao trong vâng. Lê đó. Vâng. Ngao này chết nhiều quá nhỉ. Anh không cẩn thận. Vâng. Ngao này đầm nhà anh ạ. Có vậy các bác cũng ở Xuân Trường mà cũng sang đây nhặt à? À. Vâng. Vâng. À vâng. Vâng. Ở đây dưới này còn rất là nhiều vỏ này. Vỏ lắm. Không bắt những cái con nó chết nó nổi đi, còn ở dưới thì còn nhiều chứ. Vâng.
nhặt đi. Nếu mình không nhặt đi thì có khi nó ô nhiễm nên những con khác lại chết nhỉ. Vâng. À đúng rồi. Nhưng mình nhặt cái vậy rồi mình có thả ngao tiếp không anh? À, có thả. Còn dưới còn. Vậy thì nó có sinh nở ra không? Hay là mình phải thả? À, phải nuôi giống ạ. À, trứng là mình thả đây. Vâng. Chắc là lúc đấy thì con ngao chỉ bằng đầu ngón tay nhỉ? Vâng. À. Như cái đầm nhanh này thì phải bao nhiêu hecta nhỉ? 50 hecta thì mình nhặt thế này thì còn phải nhặt mấy ngày. Vâng. Tiền nhân công, tiền làm, tiền thả ngao rất là lớn này. Và bây giờ thì là cái thời tiết dịch bệnh nên là bây giờ cái người nông dân mà tăng sản xuất đầm ngao như này là rất là gặp là rất là khó khăn đây. À còn phun cát nữa kìa. À, mình cứ tưởng là cái đầm nổi thế này thì mình cứ để vậy chứ mình còn phải phun cát nữa. Vâng. Vậy thì vất vả và kỳ công lắm nhỉ? Cứ tưởng là nó tự nhiên thế này thì mình mà phun cát thì rậm thế này mình phun biết bao nhiêu cát? Nhưng mà được cái ở biển thế này nó mát này, bãi biển cái bồi thế này mát. Đây, chào các bác nhá. Vâng. Chúc các bác làm việc vui vẻ nhá. Vâng, chào anh. Vâng. Vâng. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn các bác, các anh. Vâng.